Ngày 8 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công đường dây cho vay nặng lãi, núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Theo đó, sau thời gian dài lập chuyên án đấu tranh, củng cố hồ sơ chứng cứ với sự tham gia của hàng trăm cảnh sát đã đồng loạt thực hiện kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động tín dụng đen, núp bóng doanh nghiệp. Quá trình điều tra xác định công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Digital Credit, công ty trách nhiệm hữu hạn FinCap VN và công ty trách nhiệm hữu hạn SoFi Solutions có hành vi núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay nặng lãi thông qua trang web Tamo và findo.vn. Cụ thể, từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 4 năm 2023, thông qua hai trang web trên, ba công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng. Với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 đến 64 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại Bộ luật dân sự. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là các giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Digital Credit, công ty trách nhiệm hữu hạn FinCap VN và công ty trách nhiệm hữu hạn SoFi Solutions về tội cho vay nặng lãi trong các giao dịch dân sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trong đó, hai trong số 9 bị can bị khởi tố là giám đốc gồm Nguyễn Thị Tuyết Sương, sinh năm 1968, ngụ ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Digital Credit, và Trương Tuấn Tài, sinh năm 1991, ngụ ở quận 6, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn FinCap VN. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án. Như vậy, qua gần một tháng triển khai thực hiện triệt xóa tín dụng đen, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan đến hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn, khởi tố 3 vụ trên 17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến tín dụng đen, xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật.